Saigon Heat đã có một game mở màn chung kết vô cùng xuất sắc trước đại diện của thủ đô là Hà Nội Buffalo. Mặc dù nửa xanh của Hà Nội đã có cho mình một khởi đầu khá thuận lợi khi dẫn trước đến gần 10 điểm, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn không hề nào đúng. Với chuỗi run 38-9 đến từ Heat, Hà Nội gần như không thể nào lấy lại trận đấu dù thu ngắn được khoảng cách ở giai đoạn cuối trận. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Bóng Rổ TV điểm qua những điểm sáng trong việc triển khai tấn công của Saigon Heat, giúp họ mang về thắng lợi đầu tiên tại chung kết năm nay. Sự hiệu quả trong việc tấn công transition chính là điểm nhấn đầu tiên của Saigon Heat ở game 1. Trong chuỗi run 15-0 của Saigon Heat ở giai đoạn hiệp 2, những pha phản công nhanh đầy tốc độ cũng như bài bản của ông 30 đã mang về rất nhiều điểm số ở giai đoạn này. Việc tuân thủ chiến thuật phòng ngự và tin tưởng vào khả năng rebound của các big man đã tạo ra tiền đề cho những pha transition vô cùng lợi hại. Ngay khi đội bóng chủ nhà có một tình huống thủng tốt, ngay lập tức các cầu thủ hậu vệ của Saigon Heat đã băng lên sân trên chỉ trong vòng một nốt nhạc. Mà Darius Gibb cũng như các tay cầm bóng còn lại của ông 30 đã làm rất tốt việc thu hồi và đẩy nhanh bóng, khiến cho những pha dứt điểm của những mũi nhọn phản công đã di chuyển lên từ phía trước đơn giản và thoáng đãng hơn rất nhiều. Nếu có đủ khoảng trống, những học trò của ông Matt Van Pelt luôn sẵn sàng ra tay ở ngoài vạch 3 điểm với một hiệu suất vô cùng ấn tượng. Điều này mô hình chung tạo ra lợi thế lớn, ảnh hưởng đến tâm lý của Hà Nội khi họ sẽ phân vân rất nhiều về việc thủ ném 3 hay tấn công bằng rổ. Từ đó, hàng phòng ngự của châu thủ đô sẽ sinh ra rất nhiều lỗ hổng để Heat có thể khai thác triệt để lối đánh phản công cực kỳ khó đỡ này. Ngoài ra, không chỉ là những hậu vệ mà các trung phong cũng vô cùng năng động trong những pha phản công nhanh. Những pha rim running và trailing của các big man bên phía của Saigon Heat đã gây rất nhiều áp lực đến những cầu thủ về safety ở phía dưới bảng rổ. Việc không thể kịp thời để triển khai phòng ngự đến từ châu thủ đô cũng là một phần tạo nên cơ hội cho Heat có những pha phản công nhanh vô cùng nguy hiểm. Không cần phải có quá nhiều pha chạy bài phức tạp, việc vận dụng pick and roll triệt để cũng là một điểm sáng nữa trong mặt trận tấn công của Heat. Với sự đa dạng của Stafford trong khu vực tầm trung và cận rổ, những pha pick and roll giữa khoa chân, Gibb và Dư Minh An với rổ bỗng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Việc phòng ngự pick and roll của Hà Nội trong trận đấu game 1 gặp rất nhiều vấn đề khi họ tập trung quá nhiều vào trung phong sinh năm 1993 bên phía của Saigon Heat. Nhờ việc thu hút được cực nhiều sự chú ý vào mình, Stafford tạo ra rất nhiều khoảng trống cho các hậu vệ của ông 30 có thể ra tay dứt điểm. Đôi khi, việc nhuần nhuyễn một phương án tấn công cổ điển như pick and roll cũng có thể tạo ra rất nhiều những sự khác biệt và Heat đã làm được tốt điều này. Không chỉ làm tốt ở việc phản công cũng như chơi pick and roll, mà huấn luyện viên Matt Van Pelt đã tận dụng rất tốt con bài phú bình để khai thác mismatch ở phía đối phương. Khi mà hai cầu thủ có thể hình tốt nhất của Buffalo là Shane Henry đang theo kèm Stafford, còn Minh Hiếu lại đang đối đầu với Tim Weah. Vậy thì ai có đủ chiều cao để đảm nhiệm phòng ngự với Phú Vinh? Những cầu thủ lần lượt ngăn cản nội binh cao 2m03 là Bùi Thái Hà với chiều cao 1m78, Đinh Tiến Công cao 1m86 và Jeffrey Stapp cao 1m87. Nhờ lợi thế thể hình vượt trội, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã có những pha đánh trên đầu vô cùng khó đỡ, dù là dứt điểm cận rổ hay là ném xa. Chính lỗ hổng này đã khiến cho huấn luyện viên trưởng của Saigon Heat tìm ra được điểm khai thác hợp lý để mang về điểm số cho ông 30 với những pha tì đè, chiếm vị trí và di chuyển hợp lý. Phú Vinh đã làm xuất sắc với lợi thế mà mình có, tỏa sáng rực rỡ ở game 1. Điểm sáng cuối cùng cần phải kể đến về chiến thắng thuyết phục này phải đến từ toàn bộ các cầu thủ chủ chốt của đội bóng. Stafford và Gibb vẫn thi đấu vô cùng hiệu quả từ đầu mùa giải đến giờ, nhưng các mắt xích còn lại của Sài Gòn cũng đóng góp rất đều trong mặt trận tấn công. Phú Vinh tỏa sáng với double-double và rất nhiều pha phòng ngự hiệu quả. Dư Minh An, Kim Bản và Khoa Trần thi đấu vô cùng hiệu quả trong khâu luân chuyển bóng cũng như dứt điểm rổ. Còn Tim Weah vẫn rất cần mẫn như mọi khi với những pha yểm trợ và bách đo cực kỳ quen thuộc của mình. Heat như một cỗ máy vận hành vô cùng trơn tru, từ người cầm bóng cho đến những cầu thủ đánh cánh. Không phải dễ gì mà Saigon Heat tự dưng xếp ở ngôi đầu bảng với lối chơi đầy tốc độ của họ. Và Hà Nội Buffalo gần như không còn cách nào khác để ngăn cản nhà đương kim vô địch mùa giải 2020. Đây chính là 3 điểm sáng lớn nhất mang lại chiến thắng đầu tiên của Saigon Heat trước Hà Nội Buffalo tại game 1 VBA Final 2022. Các bạn nghĩ sao về lối chơi của Saigon Heat? Liệu Hà Nội Buffalo có phải là đối trọng của ông 30 hay không? Hay Heat sẽ bỏ lại châu thủ đô để băng băng về đích với chức vô địch thứ 3 liên tiếp của mình? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé!